Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau lần này. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn thêm một cái chủ đề mới nữa, đó là chủ đề về lo bút sale. Nói về lo bút sale thì đã có rất là nhiều anh chị dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực audio cũng đã chia sẻ rất là nhiều. Thì hôm nay mình sẽ xin phép mình chia sẻ thêm một số về cái kiểu lo này. Điểm thú vị của những người chơi lo bút sale là mình có thể đặt để rất là dễ dàng trong phòng, như là trên kệ sách, trong kệ tivi, kệ tủ chẳng hạn, hoặc là mình để nó trên những cái đôi chân dành riêng cho cái loa bút sale như thế này. Đôi khi thì mình đặt loa chơi bút sale trong những cái hộc kệ giống như vậy nè, thì mình sẽ thấy cái âm trầm được tăng lên thêm mà mình không biết là vì sao nó như vậy. Thì khi mình đặt để nó vô một cái kệ như thế này thì mình sẽ có một vô tình nó sẽ tạo một cái âm thùng ở ngoài cộng hưởng thêm, làm cho cái tiếng trầm của cái loa bút sale nó tăng lên và nó mạnh hơn. Thường thì những cái bạn mà thích những cái dòng nhạc nhẹ nhàng, tình cảm kiểu như acoustic, hòa tấu, thiên về giọng vocal, giọng hát, mà không có cần cái loa nó quá to hoặc là công suất lớn, thì bút sale là sự lựa chọn hoàn hảo đối với những cái gu âm nhạc của những cái bạn đó. Do kết cấu thùng loa nó rất là nhỏ gọn, nên loa bút sale thường nó sẽ ít cái giải trầm hơn so với những cái loa floor standing, những cái loa cột đứng. Nhưng mà trên thị trường hiện nay thì có một số hãng chế tạo loa, người ta cũng cố gắng thiết kế những cái loa bút sale thùng nhỏ, vẫn cho âm trầm rất là tốt, mạnh và gọn gàng. Mình có thể nghe đều được ba giải như bass, mid, treble, và không thua gì những cái loa bút sale trên thị trường. Đầu tiên thì mình sẽ xin giới thiệu một cái hãng loa đến từ Mỹ, đó là hãng Definity Technology. Một cái dòng loa bút sale của hãng đó là dòng Demen. Dòng này thì nó gồm 3 series, đó là D11, D9 và D7. Thì cái cặp nó đang để đây đó là một cái thiết kế vô cùng nhỏ gọn, với một cái củ bass khoảng chừng 11.43cm thôi, là chưa tới 11.5. Là cái thùng loa nó cao khoảng 25cm, sâu khoảng 22cm. Đây là bạn có thể đặt nó rất là gọn ở trong phòng. Mặc dù loa thiết kế rất là nhỏ, nhưng công suất của và chất âm của nó không nhỏ tí nào. Loa được thiết kế với công nghệ là polyurethane BDS base, độc quyền của hãng Definity Technology. Nó cho một cái dải trầm xuống lên tới mức khoảng 57Hz với một cái loa nhỏ như thế này. Và một loa treble 1 in 2 là 2.54cm, đơm nhôm theo công nghệ là anneal aluminum dome and laterally offset, cho dải cao lên tới 24kHz. Loa được thiết kế với công suất chịu đựng rất là lớn, cho chiều âm ly từ 20 tới 120W. Phù hợp với những cái phòng từ 15 tới 20 mét vuông. Một hãng loa khác nữa đó là Clips, cũng đến từ Mỹ. Và mấy cái hãng này thì nó rất là nhiều cái model bút sale, như là dòng Reference Base, dòng Reference Premier. Dòng Reference Base thì nó sẽ có cái dòng là R41M và R51M. Với cái loa treble dạng còi chassis horn độc quyền của hãng Clips, trung âm dày dặn cùng với dải trầm tròn đầy ấn tượng từ cái màng loa bass bằng nhôm phủ đồng rất là cứng và nhẹ. Dòng Reference Premier của Clips thì có 3 cái model, đó là RB400M, RB500M và RB600M. Kiểu dáng rất là sang trọng với cái thùng MDF triệt rung nhiễu trong thùng loa. Và cũng với cái thiết kế loa treble họng càng nổi tiếng của hãng, đó là chassis horn, sử dụng một cái họng càng có hướng góc âm là khoảng 90x90 độ, giúp cho âm thanh tần số cao đến với tai người được nghe chuẩn xác và trung thực hơn so với những cái thiết kế loa treble thông thường. Họng kèm thì được làm bằng hợp chất silicon. Đây là một cái hợp chất silicon có nhằm để triệt ồn, giảm thiểu nhiễu xạ tần số cao, giúp âm thanh mượt mà sạch, vẫn đảm bảo sự chi tiết. Màng loa thì làm bằng ceram metallic phủ đồng với đặc tính rất là nhẹ và cứng, được xử lý đặc biệt để chống cái ảnh hưởng của từ trường, và có ưu điểm là đáp ứng tần số rất là nhanh, tản nhiệt tốt, kết hợp với lại cái viền nhúng cao su tự nhiên giúp cho loa clip có khả năng tái tạo âm thanh rất là chân thực và chuẩn xác. Thì cái dòng bút sale này nó có công suất từ 50W cho tới 100W mỗi loa, độ nhạy từ 93 cho tới 96 decibel, rất là dễ phối ghép với những âm ly và phù hợp với rất là nhiều diện tích phòng khác nhau, từ phòng nhỏ cho tới 15m2 cho tới phòng 25m2. Ngoài ra thì còn có thêm một cái hãng loa cho âm trầm rất là xuất sắc nữa, đó là hãng Monitor Audio đến từ Anh. Hôm nay mình sẽ xin giới thiệu với các bạn cái dòng loa bút sale của cái dòng Silver G6.
đây là cái hệ loa silver mới nhất của hãng, được thừa hưởng từ cái dòng loa gold huyền thoại của hãng, với hai cái model là silver 50 và silver 100. Silver 100, đây là cặp loa, cái loa chép 25mm, loa được thiết kế với cái màng hợp chất nhôm manhê, được phủ gớm và mạ vàng Seacam Gold Dome theo công nghệ của hãng. Nó cho ra một cái âm thanh rất là rõ nét, mượt mà và không có bị chói gắt. Hệ thống loa mid bass thì có đường kính là 20cm, với cái gân nhúng nó thụt vô trong thế này bằng cao su, ứng dụng công nghệ Seacam và cả kỹ thuật là RST, là Rigid Surface Technology của hãng, thừa hưởng từ cái dòng lớn nhất của hãng, đó là dòng Platinum. Đôi loa này có công suất rất là lớn và 120W 8 ohm và đáp ứng tần số rất là rộng, là từ 40Hz tới 35kHz. Và một hãng high-end nổi tiếng nữa mà mình không thể không nhắc đến, đó là hãng BMC của Anh, với cái dòng loa Trenti. Dòng series Trenti thì nó có hai cái dòng bút sale, đó là Trenti 5.21 và Trenti 5.22. Đây là đôi loa bút sale cho chất âm đặc trưng, chi tiết, mạnh mẽ, và chưa chắc có những cái loa cột nào có được một chất âm sân khấu, âm hình sân khấu rộng giống như vậy và độ chi tiết cao như vậy. Một thiết kế đặc trưng của hãng BMC Trenti 5 series đó là cái thiết kế đường thoát hơi tầng với cấu trúc là ATL, Advanced Transmission Line, và cái dạng là Laminae, là dạng ta tách tầng dựa trên nền tảng thiết kế của khí động học của trên xe đua công thức 1. Kỹ thuật thiết kế đường thoát hơi dạng tầng đặc biệt này có thể hiện được rất là nhiều ưu điểm, đó là phần tán âm và triệt tiêu rung chấn tiêu cực phát sinh từ hệ thống của loa trong quá trình hoạt động, giảm thiểu đến mức thấp nhất các hiện tượng ồn, nhiễu và méo tiếng, và tạo ra cái những cộng hưởng có lợi cho việc tái tạo âm thanh, đặc biệt với là âm trầm, với cái giải trầm trở nên sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Loa Trenti 5.22 sẽ có cái trợ kháng là 8 ohm, độ nhạy là 89 dB, tần số đáp ứng là từ 39 tới 25 kHz. Loa BMC Trenti 5.22 được thiết kế hai đường tiếng, trong đó có một dải trung trầm là cái woofer đường kính 170mm là 17cm, bằng sợi carbon với viền nhúng cao su. Xương loa làm bằng hợp kim nhôm đúc. Cái loa trap có kích thước là 27mm. Màn loa là bằng sợi vải mềm Sonolac cùng với cái hệ thống làm mát là Ferrolex, được BMC hợp tác đặt hàng riêng với cái hãng Xi. Và với những cái thiết kế đặc biệt như vậy, cái dòng Trenti 5 của hãng BMC sẽ cho một cái chất âm cực kỳ đặc biệt. Nó cho một cái dải trầm rất là mạnh, bass rất là sâu, mặc dù củ loa rất là nhỏ, không có phải lớn như những cái hãng khác. Ngoài ra là cái âm hình sân khấu rất là lớn, tạo cho mình một cái không gian sân khấu rất là rõ nét, âm thanh trung thực và sống động. Mình vừa giới thiệu với các bạn một số cái dòng loa bút sale của những cái hãng nổi tiếng trên thị trường hiện tại bây giờ. Cho các bạn một cái số mẫu để các bạn tham khảo về nếu mà mình có sự lựa chọn được một cái loa bút sale cho một cái phòng nghe nhạc nhỏ của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Để biết thêm chi tiết, các bạn có thể truy cập website anhjaudio.com hoặc là trên fanpage anhjaudio hoặc là trên kênh YouTube anhjaudio. Xin chào tất cả các bạn.